ngày ba tôi quen mẹ, ông đã đặt chân tới đây. Và khi tôi là em bé, thành công ấy đã bao vây. 1, 2 hay 3 chiếc cúp, hay là những năm cú đúp, còn những năm trắng tay nhưng mọi người vẫn đâu hay. Đôi trai con người ấy đã lập tức đứng dậy, vươn dậy để trên môn đỏ ở nơi đây, nuôi nấng những mầm non trong tương lai. Disco Neville là ba cái đấy in trong đầu tôi mãi. Chắc chắn một điều, ba người đó sẽ không để thành công nếu không có sự dìu dắt của ông đưa họ tới những vinh quang chói lọi. Tình yêu của họ vẫn còn ở nơi nhà hát, vì ở nơi đó có ông. Cảm hứng thi đấu ở nơi có trường khắc nghiệt, chỉ có ông mang đến xây dựng những thành công. Và giờ ông lại bước đi, không biết lòng fan trống rỗng. Tôi đau, họ đau, và các cầu thủ đều đau. Và đó chính là cảm xúc của Malaysia. Hai bên nào ông dẫn dắt, hai bên nào ông tạo ra bước ngoặt, hai bên nào ông thành công đó, hai bên nào ông đứng đơn đàn quỳ đỏ, hai bên nào ông trải qua nhiều điều, hai bên nào ông sống cùng với tình yêu, hai bên nào mà giờ dừng lại ở hai bể thôi. Mong còn em 28 nhưng không hề được mất rồi, chỉ vì sức khỏe mà ông đã phải dừng lại. Con chẳng biết nói thế nào, như chỉ mà ông khỏe lại. Một ngày mai ông sẽ cùng đàn quỳ đỏ để hướng về tương lai. Hai bên nào ông dẫn dắt, hai bên nào ông tạo ra bước ngoặt, hai bên nào ông thành công đó, hai bên nào ông đứng đơn đàn quỳ đỏ, hai bên nào ông trải qua nhiều điều, hai bên nào ông sống cùng với tình yêu, hai bên nào mà giờ dừng lại ở hai bể thôi. Mong còn em 28 nhưng không hề được mất rồi, chỉ vì sức khỏe mà ông đã phải dừng lại. Con chẳng biết nói thế nào, như chỉ mà ông khỏe lại. Một ngày mai ông sẽ cùng đàn quỳ đỏ để hướng về tương lai. Một phong cách mà trong ông luôn có, đó là nhai kẹo cao su vừa theo dõi đàn quỳ đỏ. Vẫn là một kiểu ăn mừng quen thuộc, đưa hai tay lên trời vừa ỏi trong cảm giác chiến thắng thân thuộc. Vẫn còn đó phong cách chỉ đạo quyết tâm, vì chỉ mong đàn quỳ đỏ có những chiến thắng hấp dẫn. Sợ là phải ghiêu sơn, vì cha già của nơi nhà hát những giấc mơ, vị cha già mà như chú quỳ đỏ lạc đàn vẫn luôn nhớ. Người luôn có tình cảm yêu thương tới các cầu thủ sâu sắc, tuy những người con cưng của ông ở chỉ vì bên kia, nhưng ông cũng không bao giờ phó mặc. Vẫn là những cái ôm thắm thiết, vẫn là những câu hỏi quen thuộc, giờ con khỏe không, vẫn là tình cha con không để cách biệt, vẫn là niềm vui gửi tặng đàn quỳ đỏ khi có thành công. Vẫn là ông mày sấy tóc của đàn quỳ đỏ, vẫn là ông người đàn ông tuyệt vời nhất trong đêm quỳ đỏ. Hai bên nào ông dẫn dắt, hai bên nào ông tạo ra bước ngoặt, hai bên nào ông thành công đó, hai bên nào ông đứng đơn đàn quỳ đỏ, hai bên nào ông trải qua nhiều điều, hai bên nào ông sống cùng với tình yêu, hai bên nào mà giờ dừng lại ở hai bể thôi. Mong còn năm 28 nhưng không hề được mất rồi, chỉ vì sức khỏe mà ông đã phải dừng lại. Con chẳng biết nói thế nào, nhưng chỉ mà ông khỏe lại. Một ngày mai ông sẽ cùng đàn quỳ đỏ để hướng về tương lai. Hai bên nào ông dẫn dắt, hai bên nào ông tạo ra bước ngoặt, hai bên nào ông thành công đó, hai bên nào ông đứng đơn đàn quỳ đỏ, hai bên nào ông trải qua nhiều điều, hai bên nào ông sống cùng với tình yêu, hai bên nào bao giờ dừng lại ở hai bể thôi. Mong còn năm 28 nhưng không hề được mất rồi, chỉ vì sức khỏe mà ông đã phải dừng lại. Con chẳng biết nói thế nào, nhưng chỉ mà ông khỏe lại. Một ngày mai ông sẽ cùng đàn quỳ đỏ để hướng về tương lai. Còn sự buồn của tôi rất tiếc khi biết rằng vì sức khỏe mà ông đã phải dừng công việc huấn luyện viên sau 27 năm tại nơi nhà hát của những giấc mơ, là một fan ruột của Manchester United. Con chúc ông sớm mạnh khỏe. Khỏe. Vậy thôi.